Tết đến rồi, không biết năm nay tặng gì cho ba má đây ta? Bao lì xì hay là dưa hấu? Hoặc là bánh kẹo, bánh chưng? Hay năm nào cũng vậy hết, không biết phải làm sao nữa. À, có rồi, hay quá. Hộp Uno IPTV với giá 99 đồng, vừa có tin tức cho ba, có phim bộ cho má, lại còn có ca nhạc cho chị mình nữa. Chỉ cần gọi 1-844-885-5000 hoàn toàn miễn phí, tha hồ mà mọi người lựa chọn. Tết năm nay sẽ ý nghĩa hơn nhiều với Uno IPTV. Uno IPTV hân hạnh giới thiệu hệ thống truyền hình IPTV đầu tiên của người Việt tại hải ngoại. Một dịch vụ truyền hình phong phú chất lượng cao, mỗi đài truyền về một chương trình như tin tức, phim bộ, ca nhạc, giải trí, cùng nhiều đài HDTV địa phương. Chương trình hoàn toàn miễn phí, chỉ cần mua hộp một lần với giá 99 Mỹ Kim. Đây là món quà ý nghĩa cho người thân và gia đình nhân dịp Tết 2015. Xin vui lòng liên lạc 1-844-885-5000 hoặc xem chi tiết trên unoipbox.com. Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.